Và kính thưa quý vị, Do Thái tiếp tục đưa quân tới biên giới trong lúc phi cơ tấn công các mục tiêu trong dải Gaza đã bước sang đến ngày thứ sáu. Tình hình trong 5 ngày qua giống như bối cảnh trước khi Do Thái đưa quân tấn công dải Gaza vào cuối năm 2008. Xe tăng, trọng pháo, quân nhân đang tập trung đông đảo tại đường biên giới. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẵn sàng mở cuộc tấn công lớn. Do Thái đã ra lệnh động viên 75.000 quân trừ bị chuẩn bị tràn vào dải Gaza. Trong lúc các nước gia tăng nỗ lực ngoại giao để đưa tới ngừng chiến, thì phi cơ của Do Thái tiếp tục tấn công các mục tiêu và dân quân cũng tiếp tục bắn rocket qua Do Thái. Quốc tế đã gia tăng áp lực đình chiến sau khi các đợt không kích trong những ngày qua đã làm cho 11 thường dân bị tử thương, trong đó có 4 trẻ em. Sáng nay có 2 trẻ em đã bị thiệt mạng và trên 30 người khác bị thương khi một tòa nhà cư dân ở khu Zeytun trong thành phố Gaza City bị thả bom. Do Thái rút khỏi dải Gaza vào năm 2005, Hamas bắt đầu kiểm soát dải Gaza từ năm 2007 và từ đó dải đất ven biển này đã bị bao vây phong tỏa. Giới chức y tế cho biết, cho đến ngày hôm qua đã có 78 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em và nhiều phụ nữ. Hàng trăm người đã bị thương. Quân đội Do Thái cho biết, dân quân đã bắn qua lãnh thổ 544 quả rocket, khoảng 302 quả rocket đã bị hệ thống vòm sắt ngăn chặn. Do Thái tuyên bố phải săn bằng các kho vũ khí của Hamas hiện đang có tầm bắn xa hơn, có thể bắn tới thành phố Tel Aviv và Jerusalem.